lên thiên đàng, về nước trời, vào vương quốc Thiên Chúa, khó hay dễ? Thời Đức Giêsu, những người đi theo Chúa đã hỏi Ngài: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Sự sống đời đời, vương quốc của Thiên Chúa, nước trời hay thiên đàng, tất cả đều chỉ chung một thực tại: Thiên Chúa. Nơi có Thiên Chúa ngự, nơi có các thiên thần phụng sự Thiên Chúa, nơi có sự sống và hạnh phúc đời đời dành cho những người đã sống cuộc đời ngay lành, được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc. Câu hỏi cách đây hơn 2000 năm cũng là câu hỏi được viết thành nhạc mà trong các buổi sinh hoạt các em thiếu nhi thường hát. Lên thiên đàng, nhưng bé lên thế nào? Bởi chưa ai là người đã lên thiên đàng rồi trở lại sống tiếp trần gian, nên mọi người đều trăn trở với vấn nạn: nước trời ở đâu? Lên thiên đàng cách nào? Có gì trong vương quốc của Thiên Chúa? Bởi chưa người nào từ thế gian đi du lịch thiên đàng, nên trước nguy hiểm có thể mất mạng, giữa hiểm nguy sự sống bị treo lơ lửng, người này ngơ ngác hỏi người kia: mình sẽ lên thiên đàng hay đi đâu? Bởi chưa bao giờ có tấm hình chụp hay thước phim ghi lại cảnh thực của nước trời, nên giờ lâm tử thường làm bối rối người đang hấp hối. Bởi không có tài liệu dưới bất cứ hình thức nào về vương quốc của Thiên Chúa, nên nói về thiên đàng ai cũng ngần ngại, không dám khoác lác vẽ vời. Và bởi ngoài Đức Giêsu là Thiên Chúa từ nước trời xuống thế làm người và ở giữa loài người vào một thời điểm và địa điểm chính xác trong dòng lịch sử nhân loại, nên trừ một mình Ngài, không ai đã có thể nói về thiên đàng, trình bày về vương quốc của Thiên Chúa. Quả thực, chỉ có đấng ở trên trời xuống thế gian làm người mới biết rõ thiên đàng và nói với con người về thiên đàng, trả lời những câu hỏi của con người về sinh hoạt trên đó. Chỉ có đứng biết rõ nước trời ngay ở với con người mới nói đúng những gì thuộc về nước trời cho con người. Chỉ có đứng làm chủ thiên đàng mới có quyền quyết định những điều kiện con người phải có để được nhận vào thiên đàng. Và chỉ có đứng nắm giữ quyền xét xử trên trời dưới đất mới ban phần thưởng vương quốc Thiên Chúa cho người này, người kia. Và đứng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, như Ngài đã khẳng định với ông Nicodemo: nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.